gặp lại Yến Vi sau scandal 10 năm trước. Yến Vi ngày nào đã có nhiều thay đổi. Có lẽ Yến Vi không phải là cái tên xa lạ đối với làng giải trí Việt Nam cách đây 10 năm. Yến Vi có tên đầy đủ là Đinh Hội Yến Vi. Cô bước vào làng giải trí với hành trang là danh hiệu Á hậu tại cuộc thi triển vọng điện ảnh của Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào năm 1997. Ngày ấy, hình ảnh cô gái xinh đẹp, sở hữu khuôn mặt bầu bĩnh, nhanh chóng quen thuộc với người hâm mộ. Năm 2001, Yến Vi lấn sân vào các lĩnh vực khác với vai trò là người mẫu ca sĩ. Cô diễn viên tài năng gây ấn tượng khi tham gia một loạt bộ phim như Sài Gòn Love Story, Đâu Phải Vợ Người Ta, Biển Hát, Bến Nước Đợi Người. Ngày ấy, Yến Vi được kỳ vọng trở thành một trong những ngôi sao tài năng của làng giải trí Việt Nam. Năm 2005, khi sự nghiệp đang có những khởi sắc, thì Yến Vi bất ngờ bị rơi vào scandal clip nóng gây xôn xao dư luận. Sau những scandal liên tiếp, Yến Vi rút khỏi hoàn toàn làng giải trí Việt Nam. Cô từng tâm sự rằng, sau scandal tôi đã bị từ chối một số show diễn và bị phân biệt đối xử rất thậm tệ. Từ con nít đến người lớn, không ai còn coi tôi ra gì nữa. Ngay cả người sửa quần áo cho tôi lúc trước cũng không thèm nhận đồ của tôi và còn nói, từ nay chị đừng đem đồ đến nữa. Cha mẹ và các em tôi thì không ai nói với ai lời nào, cả nhà rất đau buồn về sự việc này. Từ ngày ấy chẳng ai biết những thông tin về cô Yến Vi xinh đẹp này. Người ta chỉ biết rằng cuối năm 2009, Yến Vi kết hôn với một Việt Kiều và sang Mỹ sinh sống. 10 năm sau scandal chấn động của ngày ấy, cuộc sống của Yến Vi đã có nhiều thay đổi. Hiện tại cô đã là bộ chủ của một tiệm nail tại Mỹ. Ngoài công việc kinh doanh, Yến Vi đã quay lại làng giải trí bằng cách tham gia các show diễn tại hải ngoại. Yến Vi của thời điểm hiện tại còn trẻ hơn xưa rất nhiều, nhưng có vẻ như thời gian đã không lấy đi sắc đẹp và sự đầy đặn của cô ta.